bắt cóc và ép buộc trẻ em thực hiện hành động có tính chất nhạy cảm, chụp ảnh, đăng tải lên các trang trực tuyến để trục lợi, cắt ghép hình ảnh đồi trụy, bắt ép nạn nhân đọc truyện khiêu dâm, sau đó cắt ghép thành các đoạn hội thoại, dọa tung lên mạng xã hội. Những thủ đoạn trắng trợn và tinh vi của các đối tượng cảnh báo về loại tội phạm mới nhằm đến trẻ em để xâm hại, kiếm tiền. Cùng trao đổi về vấn đề này tại trường quay với Thượng tá Khổng Ngọc Oanh, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, làm quen, dụ dỗ, thậm chí là ép buộc trẻ em để có được những hình ảnh riêng tư, nhạy cảm. Sau đó kiếm tiền bằng cách xúc phạm danh dự, nhân phẩm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần và cuộc sống riêng tư của trẻ em. Theo tổ chức giám sát mạng Internet IWF, hiện nay các nội dung lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến có dấu hiệu gia tăng. Trong số những hình ảnh tìm thấy thì độ tuổi từ 3 đến 6 tuổi là chiếm đến 50%, còn từ 7 đến 10 tuổi là chiếm khoảng 20%. Theo các nội dung thì những đứa trẻ bị lạm dụng từ xa và bị ép buộc thực hiện các hành vi. Gần đây nhất, một nữ sinh lớp 6 ở Đà Nẵng đã bị đối tượng sử dụng tài khoản trên mạng xã hội gửi khoảng 20 tấm ảnh cắt ghép với mặt của nữ sinh đó với thân hình của những người phụ nữ 18 cộng để đe dọa nạn nhân, bắt ép nạn nhân đọc truyện khiêu dâm. Sau đó chúng yêu cầu gọi video, hình ảnh để nói chuyện và tranh thủ lúc nói chuyện thì đối tượng đã quay lại màn hình của cháu để ghép thành một đoạn chat với nội dung 18 cộng và dọa sẽ tung lên mạng xã hội. Vâng ạ, thưa Thượng tá Khổng Ngọc Oanh ạ. Đến thời điểm này thì cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra về cái đối tượng kia. Tuy nhiên thì vẫn chưa xác định được cụ thể là ai. Và ngay bây giờ đây thì nữ sinh lớp 6 đó cũng như gia đình vẫn còn những sự hoang mang và lo lắng nhất định. Vậy thì theo kinh nghiệm của ông thì cái giải pháp trong trường hợp này với nạn nhân và gia đình nó sẽ là gì ạ? Vâng, xin chào MC, chào khán giả xem truyền hình. Trong bối cảnh hiện nay, tình hình tội phạm hình sự nói chung cũng như các loại tội phạm xâm hại trẻ em, đặc biệt là lợi dụng các cái thủ đoạn không gian mạng để thực hiện các hành vi cưỡng ép, xâm hại trẻ em có diễn biến rất là phức tạp. Với trường hợp vừa rồi, thì trước hết thì tôi nghĩ rằng các cơ quan chức năng phải có cái sự phối hợp để hỗ trợ tâm lý, ổn định tâm lý và giúp nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời là động viên em chủ động, tích cực báo tin tố giác và cung cấp những cái tài liệu, đồ vật, chứng cứ và những cái dữ liệu điện tử cho cơ quan chức năng để mà sớm phát hiện, điều tra và xử lý, ngăn chặn nghiêm các loại tội phạm này. Vâng ạ, như ông vừa phân tích đó là tìm những cái thông tin và để có thể gửi cho cơ quan chức năng. Vậy thì nếu như chúng ta đang xác định được các đối tượng này thì bản thân đối tượng này đang vi phạm điều gì và sẽ nếu truy vết được ấy, thì sẽ xử lý ra sao? Xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục và có cái thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội sẽ gây những hậu quả rất lâu dài, rất nghiêm trọng. Đến bản thân em cũng như là gia đình và cộng đồng xã hội, gây mất an ninh, an toàn xã hội cũng như là xâm phạm trực tiếp đến cái không gian mạng. Thì những cái đối tượng mà thực hiện hành vi này thì sẽ bị cơ quan chức năng cương quyết truy xét, tiến hành các cái biện pháp điều tra bắt giữ và chắc chắn sẽ phải chịu những hình phạt xử lý nghiêm khắc nhất của pháp luật. Vâng ạ, vậy thì theo quan sát của ông và theo kinh nghiệm trong nhiều vụ án, vụ việc đấy ạ, thì đâu là nguyên nhân chính mà khiến cho các em học sinh bị rơi vào tình cảnh tương tự như thế này? Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng mà có một số nguyên nhân cơ bản. Trước hết là bản thân các em là chưa được trang bị những kiến thức, kỹ năng tiếp cận mạng một cách an toàn, lành mạnh. Thứ hai là nhiều em bị chi phối quá nhiều bởi các cái mạng xã hội. Đặc biệt là có rất nhiều em là có cái tâm lý tò mò, rất là thích click vào những đường link, đường dẫn lạ, từ đó là bị lừa gạt và bản thân phải đối mặt với những cái thông tin độc hại, phản cảm, khiêu dâm trên môi trường mạng và ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần cũng như sự phát triển bình thường của các em. Dạ vâng ạ. Thưa quý vị, đó là trên môi trường mạng hay còn gọi là Internet, thủ phạm thì không cần xuất hiện mà chỉ cần dùng các tài khoản ảo để có thể lừa đảo và uy hiếp. Nhưng nguy hiểm hơn khi có cả những trường hợp đối tượng còn manh động bắt cóc cả trẻ em để sau đó mới xâm hại và kiếm tiền.
Theo cơ quan điều tra, đối tượng bắt cóc hai bé gái Phạm Huỳnh Nhật Vy đã móc nối với một người nước ngoài tìm trẻ em từ 6 đến 12 tuổi, dùng thủ đoạn để đưa các cháu về nơi ở của mình, rồi ép buộc các cháu thực hiện một số hành động có tính chất nhạy cảm. Sau đó, chụp ảnh gửi cho đối tượng người nước ngoài rồi nhận tiền trả công. Ở những đối tượng này thì nó sẽ khai thác vào những cái trẻ em yếm thế, tức là những trẻ em có cái vị thế thấp trong xã hội, như là trẻ em lang thang cơ nhỡ, nghèo khó. Trẻ em này sẽ là trở thành cái đối tượng để chúng thực hiện những cái hành vi xâm hại. Qua quá trình điều tra làm rõ bản chất vụ án, các lực lượng chức năng đánh giá, hiện nay các đối tượng xấu sử dụng các phương thức dụ dỗ trẻ rất tinh vi, lợi dụng sơ hở của gia đình ở nơi công cộng để dẫn dắt trẻ mà không bị phát hiện. Những người mà có con nhỏ thì chúng ta phải cảnh báo, tức là chúng ta phải đặc biệt là hiện nay cái đối tượng đó mới, và đối tượng này rất là tinh vi và rất là coi như là nhóp nhoáng, tức là khi mà chúng ta để chỉ sơ hở một tí thôi, đó tức là đối tượng đã chiếm đoạt, đó đã bắt cóc. Vâng ạ, bắt cóc sau đó mới được quay và ghi hình những ảnh nhạy cảm. Vậy thì xin được hỏi Thượng tá Khổng Ngọc Oanh ạ, theo cơ quan chức năng đánh giá thì cái thủ đoạn này mức độ nguy hiểm là như thế nào? Bắt cóc chiếm đoạt trẻ em thì bọn tội phạm có nhiều mục đích khác nhau. Về cơ bản có một số mục đích như này. Một là bắt cóc để sử dụng trẻ em làm con tin nhằm chiếm đoạt, cưỡng đoạt tài sản của phụ huynh. Vâng. Hai là bắt cóc chiếm đoạt trẻ em để thực hiện các hành vi bóc lột, cụ thể là bóc lột sức lao động, bóc lột tình dục. Vâng. Cưỡng ép, lôi kéo dụ dỗ trẻ em tham gia vào các hoạt động mại dâm, khiêu dâm, và đặc biệt là sử dụng trẻ em để mà sản xuất những cái ấn phẩm mang tính khiêu dâm, đồi trụy để phát tán và mua bán trên mạng. Đây là một hành vi cực kỳ là nghiêm trọng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đến tâm lý cũng như là sự phát triển bình thường của mỗi trẻ em. Có những trường hợp mà các em đã phải bị ám ảnh đến suốt cả cuộc đời vì những hành vi xâm hại đến tình dục của mình. Vâng ạ, như vậy thì theo cái quá trình cũng như là đánh giá về quá trình vừa thời gian vừa qua đấy, thì cái thủ đoạn này có phải là mới ở Việt Nam hay không, hay là bây giờ mới đầu gia tăng thêm ạ? Thủ đoạn này thì không mới, nhưng mà trong giai đoạn hiện nay này có cái phần phức tạp, diễn biến phức tạp hơn nhiều. Vâng. Vậy thì đến thời điểm này thì bản thân cái đối tượng phạm tội mà chúng ta đã bắt giữ đấy là đối tượng 21 tuổi đấy, thì ngay bây giờ đây thì cơ quan liên quan sẽ tiến hành xử lý và điều tra như thế nào, bởi vì theo như thông tin ban đầu thì còn có thể liên hệ với cả các đối tượng khác, thậm chí nước ngoài nữa. Để mà phát hiện, điều tra và xử lý cái hành vi xâm hại trẻ em trên cái môi trường mạng thì rất là khó khăn, bởi vì cũng rất nhiều vụ là có cái máy chủ ở nước ngoài. Vâng. Tuy nhiên là với những cái đối tượng như thế này thì đã để lại những hậu quả rất là nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng cho các em cũng như là gia đình, cũng như là an ninh, an toàn và trật tự xã hội, chắc chắn là sẽ bị truy xét và xử lý theo đúng quy định của pháp luật bằng những hình phạt nghiêm khắc nhất. Vâng ạ, nói về câu chuyện của hình phạt nghiêm khắc thì những cái tình huống vi phạm như thế này thì không chỉ xảy ra ở nước ta đâu mà ở trên thế giới cũng đã từng xảy ra rồi. Và trên thế giới thì hiện nay có rất nhiều trang web đen chuyên khai thác những hình ảnh của trẻ em. Và để tham gia vào trang web đó thì phải là thành viên, và cùng với đó là phải đóng phí, nên là cái nguồn lợi từ đó rất lớn. Do vậy là cái loại tội phạm này cũng xuất hiện ở nhiều nơi. Và để ngăn chặn tình trạng này, các nước thì đều đã có những chế tài xử phạt rất nặng, và thậm chí có thể lên đến là tù chung thân. Dụ dỗ trẻ em là một tội nghiêm trọng, đặc biệt nếu liên quan đến việc người lớn thuyết phục hoặc cố gắng thuyết phục một đứa trẻ đi cùng để tham gia vào một hoạt động tình dục. Tại Mỹ, các hình phạt cho hành vi phạm tội này là phạt tù 10 năm đến chung thân nếu nạn nhân dưới 18 tuổi, hoặc phạt tù lên đến 20 năm nếu nạn nhân trên 18 tuổi. Tại Canada, hình phạt cho hành vi dụ dỗ trẻ em là tối thiểu 90 ngày giam giữ đến 2 năm tù. Nhưng khi bị truy tố, hình phạt tối thiểu là 1 năm đến 14 năm tù. Tại Nga, dụ dỗ trẻ em bị khép vào tội quấy rối. Nếu việc dụ dỗ trẻ em dẫn đến hành vi tình dục, mức hình phạt cao nhất là phạt tù 20 năm tùy vào độ tuổi của nạn nhân. Ngoài ra, phạm nhân khi ra tù sẽ không được làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến trẻ em trong 15 năm. Tại Pháp, hành vi dụ dỗ trẻ em dưới bất kỳ hình thức nào đều bị trừng phạt, với mức phạt là 7 năm tù và phạt tiền 100.000 euro. Tại Nhật Bản, người nào bắt cóc người chưa thành niên bằng vũ lực, dụ dỗ thì bị phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm.
Vâng ạ, thưa thượng tá, rõ ràng là những cái hình phạt, đặc biệt là những đối tượng mà xâm phạm đến những trẻ em dưới 18 tuổi, dưới 16 tuổi là rất là nặng. Vậy thì ở Việt Nam chúng ta đấy ạ, thì những cái đối tượng vi phạm như vậy thì chúng ta sẽ phải thường đối mặt với cái án như thế nào để tăng tính răn đe? Hệ thống luật pháp của chúng ta tương đối là hoàn thiện, vừa là bảo vệ trẻ em, đồng thời là sẽ có những hình thức xử lý và những chế tài xử lý nghiêm khắc nhất đối với những cái đối tượng, tổ chức, băng nhóm, đường dây có những hành vi xâm hại, đặc biệt là bắt cóc, chiếm đoạt cũng như là tấn công tình dục đối với trẻ em. Vâng ạ, vậy thì rõ ràng khi mà chúng ta phát hiện và xử lý và xử phạt thì mọi việc đã rồi. Vậy thì ngay thời điểm này, trước những tình hình diễn biến phức tạp như vậy đấy ạ, thì xin được hỏi là Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an thì đã có những cái giải pháp gì để có thể ngăn chặn từ sớm từ xa? Chúng tôi đã chủ động xây dựng những chương trình kế hoạch nhằm chỉ đạo và phối hợp tích cực với công an các địa phương áp dụng các cái biện pháp phòng ngừa và đấu tranh. Thứ hai là chúng tôi đã tích cực phối hợp với đại ngành lao động thương binh xã hội, rồi thì Bộ Giáo dục và Đào tạo, rồi thì Bộ Thông tin và Truyền thông để mà tăng cường những cái biện pháp tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho người dân nâng cao cảnh giác và nhận diện tội phạm, đồng thời là cùng nhau đưa ra những cái giải pháp tham mưu trong cái phòng ngừa và đấu tranh. Và đặc biệt là Cục Cảnh sát Hình sự đã chủ động xây dựng những cái phương án cụ thể để mà hỗ trợ, chỉ đạo, phối hợp với công an các địa phương có những cái phản ứng, ứng phó, giải quyết và xử lý nhanh chóng, dứt điểm trước những tình huống cấp bách gây mất an toàn cho trẻ em. Vâng ạ, đó là câu chuyện của khi mà mọi việc diễn ra hoặc là tuyên truyền, đặc biệt là phối hợp với cả công an địa phương. Vậy thì nếu như có những cái khuyến nghị nào cho đến các gia đình đi ạ, thì đâu là những khuyến nghị mà từ Cục Cảnh sát Hình sự khuyến nghị đến các gia đình ạ? Trước hết thì trong tình hình hiện nay thì tôi cũng có một số khuyến nghị, trước hết là đối với các bậc phụ huynh. Mặc dù có thể có những cái bận rộn, có những áp lực trong công việc, tuy nhiên là phải có những cái trang bị cho mình những cái kiến thức, biện pháp và kỹ năng để mà tự bảo vệ, hướng dẫn con em mình chủ động mới là né tránh và thoát khỏi những cái nguy cơ cạm bẫy của các cái đối tượng, đặc biệt là phải hướng dẫn cho trẻ em cách nhận biết, nhận diện những cái hành vi dụ dỗ, mua chuộc, cưỡng ép để nhằm bắt cóc hoặc là sử dụng các em vào các hoạt động mà mại dâm, khiêu dâm, đặc biệt là trên cái môi trường mạng. Và đặc biệt là phải có cái thống nhất với nhà trường, thậm chí là có cả những cái ám tín hiệu với lại những người quản lý trẻ, chẳng như thầy cô giáo, người quản lý trông giữ trẻ. Vì khi mà những người đón hoặc là giao nhận trẻ không phải là phụ huynh. Và đặc biệt là phải giao ước với những cái các cái cơ quan chức năng, phải có cái sự có kế hoạch trong cái công tác mà phối hợp và bịt những cái cơ sở, những sơ hở, những kẽ hở để có thể là để mà tội phạm lợi dụng để thực hiện những hành vi bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em. Vâng, đó là câu chuyện từ phía gia đình. Thế còn từ phía nhà trường, liệu phía Cục Cảnh sát Hình sự cũng như Bộ Công an có những cái chương trình nôm na là để tuyên truyền và giáo dục đào tạo chẳng hạn, thì không có gì tốt hơn là môi trường nhà trường? Thì không biết là có những kế hoạch nào đó để có thể đưa sát hơn cái việc là phòng ngừa này vào thẳng trong các nhà trường được ạ? Chúng tôi cũng đã xây dựng những cái kế hoạch rất là cụ thể, phối hợp với lại ngành giáo dục đào tạo và các cái cơ sở giáo dục, rồi thì các cái nhà trường, nhằm là trước hết là tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các em học sinh. Thứ hai là chúng tôi đã tham mưu, hai ngành đã tham mưu đưa ra những cái giải pháp cụ thể để mà giúp các em có thể là né tránh được, không để mình trở thành nạn nhân của những cái hành vi bắt cóc, chiếm đoạt cũng như là lợi dụng để mà thực hiện những hành vi xâm hại tình dục đối với trẻ em. Đồng thời là các nhà trường cũng phải là quan tâm và có cái phương án bịt những cái sơ hở mà đối tượng có thể là lợi dụng. Ví dụ tôi thấy có những nhà trường là có cái cổng và cái bức tường đằng trước rất kiên cố, nhưng phía sau lại có những cái lối mở, lối mòn mà các đối tượng có thể dễ dàng đột nhập, xâm nhập vào trong nhà trường để mà dụ dỗ, cưỡng ép đối với các em học sinh. Vì vậy là chúng tôi với cái chức năng nhiệm vụ cũng đã tích cực phối hợp rất là cụ thể, rất là chặt chẽ với ngành giáo dục và đào tạo để làm sao mà bảo vệ các em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh nhất. Vâng ạ, rất cảm ơn những chia sẻ của thượng tá. Thưa quý vị, cơ quan chức năng thì có thể sẽ vào cuộc điều tra và xử lý các vụ việc, nhưng hơn tất cả là trẻ em cần chủ động và cảnh giác phòng ngừa với những mối nguy hại cả trên không gian mạng lẫn ngoài đời thật. Có một thực tế là trẻ em, thậm chí là thanh thiếu niên, khi mà tiếp xúc và bị ảnh hưởng bởi những nội dung độc hại
thì thường lựa chọn là im lặng hay là cho qua, thay vì là lên tiếng hay là báo cáo sự việc, tìm sự hỗ trợ, hay là họ còn e ngại tìm đến những kênh tiếp nhận và trợ giúp. Vậy nên việc giáo dục tại nhà trường là cần thiết, nhưng gia đình chính là hạt nhân của các giải pháp. Xin đừng để những sự việc đau lòng như trường hợp của bé gái lớp 6 ở Bắc Giang sinh con trong nhà tắm do có quan hệ với bạn trai mới quen trên mạng, nhưng mà bố mẹ thì lại không biết. Xin đừng để mất bỏ mới lo làm chuồng.